từ Poco M4 Pro lên Poco X3 Pro thì chúng ta sẽ được những cái gì nào? Mua laptop cũ giá rẻ, bảo hành trọn đời đến ngay tinphatlaptop.com. Mua qua kênh Dương Dê, giảm luôn 300.000 đồng. Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng các bạn đã trở lại với một video so sánh điện thoại trên kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay khi soạn câu hỏi cho số tư vấn điện thoại vào buổi tối thì mình có nhận được câu hỏi đến từ bạn Ngô Thanh. Câu hỏi này mình nghĩ mình sẽ cần nhiều thời gian để trả lời hơn. Câu hỏi của bạn có nội dung như sau. Anh ơi, em thấy Realme V15 và Poco M4 Pro đều dưới 5 triệu mà giá mà ngon quá. Anh có thể so sánh chi tiết giúp em với ạ. Và tiện đây cho em hỏi, có nên cố thêm 1 triệu nữa để lên Poco X3 Pro hay không? Rồi, câu hỏi rất là thú vị. Có thể coi là Poco M4 Pro là cái điện thoại rất là hot ở trong cái thời gian gần đây. Đây là cái điện thoại 5G hàng chính hãng quá ngon luôn, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà so với cả một cơ sở 5G khác bằng sách tay đó là Realme V15 thì V15 cũng ngon không kém. Đấy, thế thì chúng ta sẽ lựa chọn sản nào đây? Hãy cùng bắt đầu với mình nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ so sánh về hộp phụ kiện cái đã. Thì mình đánh giá là hộp phụ kiện của Realme V15 nó sẽ ngon hơn, bởi vì là ở trong hộp nó sẽ có sạc siêu nhanh 65W. Mặc dù chiếc điện thoại này chỉ hỗ trợ sạc 50W thôi, nhưng như thế nó đã là quá đủ và quá nhanh so với cái sạc 30W của Poco M4 Pro rồi. Đấy, vậy nên là về hộp phụ kiện thì mình sẽ lựa chọn Realme V15 nhé. Và tất nhiên rồi, cả hai sản này thì đều có ốp lưng ở bên trong, được chưa ạ? Rồi, tiếp tục nữa nào. Về mặt thiết kế thì đẹp hay xấu tùy thuộc vào mắt của mỗi người. Tuy nhiên là với mắt mình thì mình thấy là cái Realme V15 thì nó sẽ có cái cách phối màu nó trẻ trung hơn. Còn cái Poco M4 Pro thì nó sẽ có một cái thiết kế nó lạ mắt hơn. Lạ mắt ở đây ở cái chỗ là cái phần camera nó sẽ kéo dài một cái giải đen ra 1/3 lưng như thế, trông nó cũng tương đối là lạ mắt. Tùy thôi, các bạn thích thiết kế nào hơn thì các bạn có thể để lại comment nhé. Nhưng mà mức độ hoàn thiện thì mình đánh giá là Poco M4 Pro sẽ tốt hơn một chút, bởi vì là nó là một sản phẩm được hoàn thiện theo cái khả năng kháng nước kháng bụi, đó là IP53. Rồi, tiếp tục nữa nào, chúng ta sẽ có về cái cảm giác cầm nắm thì sao. Cảm giác cầm nắm thì mình sẽ lựa chọn Realme V15, bởi vì Realme V15 mỏng hơn, nhẹ hơn nhiều so với cả Poco M4 Pro. Rồi, chúng ta sẽ nói về phần màn hình thì sao. Cái ưu điểm màn hình của cái Poco M4 Pro này thì đó là màn hình tần số quét cao 90Hz. Tuy nhiên về chất lượng tấm nền thì mình lại lựa chọn Realme V15, bởi vì chất lượng tấm nền của Realme V15 là Super AMOLED, nó tốt hơn nhiều so với ở tấm nền IPS của Poco M4 Pro. Đấy, cái tấm nền AMOLED của Realme V15 ấy, nó sẽ có độ sáng tốt hơn, độ tương phản cao hơn, ra ngoài trời nắng nhìn rõ ràng hơn, và nó có vân tay ở bên trong màn hình, cái điều mà Poco M4 Pro không có, được chưa? Rồi, tiếp tục nữa nào. Về mặt hiệu năng thì mình sẽ lựa chọn luôn Poco M4 Pro. Rõ ràng rồi, với con chip Dimensity 810 5G được sản xuất ở trên tiến trình 6 nanomet, nó sẽ cho những trải nghiệm hiệu năng tốt hơn so với cả Dimensity 800U được sản xuất ở trên tiến trình 7 nanomet. Tuy nhiên nhé, với cùng một tầm giá thì chúng ta sẽ chỉ lựa chọn được Poco M4 Pro phiên bản RAM 4, bộ nhớ trong 64. Còn chúng ta đã có thể lựa chọn được Realme V15 với phiên bản RAM 6, bộ nhớ trong 128. Nghĩa là về RAM ROM thì nó thoải mái hơn rất nhiều nhé, chú ý là rất nhiều, so với cả RAM 4 bộ trong 64 của Poco M4 Pro. Nên nếu để mình lựa chọn tổng hòa cả RAM ROM chip thì mình chấp nhận hy sinh một chút về mặt con chip để có được cái RAM, cái ROM thoải mái như vậy. Đấy, chứ còn bình thường nếu mà giả sử như con chip nó quá yếu cơ thì ok, mình không hy sinh RAM ROM. Đấy, nhưng mà vì cái con chip của nó chênh lệch nó không nhiều thì mình nghĩ là chúng ta hoàn toàn có thể chấp nhận đánh đổi được. Tiếp tục nữa nào. Về camera thì mình cũng sẽ đánh giá là Realme V15 sẽ có phần camera nhỉnh hơn. Đấy, đầy đủ hơn và nhỉnh hơn. Về pin thì lại là Poco M4 Pro cơ, với viên pin là 5000 mAh. Nhưng mà về sạc thì chắc chắn 100% mình sẽ lựa chọn Realme V15. Nó chỉ mất có 47 phút để sạc đầy pin theo công bố của nhà sản xuất. Còn Poco M4 Pro phải mất 1 tiếng. Đấy, nhưng mà về pin thì Poco M4 Pro nó sẽ trâu hơn, bởi vì pin nó 5000 so với mức 4300. Còn về các yếu tố khác ấy, thì như vừa nãy mình đã nói, đấy là cái Realme V15 thì nó sẽ có vân tay bên trong màn hình, nhưng mà Poco M4 Pro thì sẽ có loa ngoài là loa kép và có kháng nước kháng bụi, cái điều mà V15 không có. Còn lại thì V15 thì có sẵn tiếng Việt rồi, thế thì điều hiển nhiên rồi. Thế thì chốt lại, chúng ta sẽ lựa chọn sản nào trong hai sản này? Chúng ta sẽ lựa chọn Poco M4 Pro khi chúng ta cần một chiếc điện thoại hàng chính hãng có hiệu năng tốt hơn, có viên pin trâu hơn, có loa ngoài là loa kép và có kháng nước kháng bụi. Chúng ta sẽ lựa chọn Realme V15 khi chúng ta cần một sản phẩm có RAM ROM thoải mái hơn này, có một cái màn hình
đẹp hơn nhiều, có vân tay bên trong màn hình, có một cái sạc nhanh hơn rất là nhiều và có một cái camera nhỉnh hơn. Đấy thì các bạn sẽ tùy theo là cái nhu cầu của mình là gì để lựa chọn một cái sản phẩm nó hợp lý nhá. Thế còn nếu mà cố lên 1 triệu nữa, từ Poco M4 Pro lên Poco X3 Pro thì chúng ta sẽ được những cái gì nào? Chúng ta sẽ được một cái sản phẩm, cái màn hình tần số quét cao hơn, 120Hz thay vì 90Hz, có cái kính cường lực xịn hơn, kính cường lực 6 chứ không phải kính cường lực 3, sẽ có một cái hiệu năng tốt hơn, chip Snapdragon 860 chứ không phải Dimensity 810. Rồi chúng ta cũng sẽ có cái pin nhỉnh hơn một chút xíu thôi. Sạc thì vẫn là sạc 33W và vẫn có loa ngoài là loa kép và cũng có kháng nước kháng bụi đấy. Nhưng mà nếu mà thêm 1 triệu đấy thì mình nghĩ là cái phần hơn ở đây lớn nhất nó sẽ đến từ phần hiệu năng, bao gồm cả RAM, cả ROM, cả chip đấy. Thì là cái Poco X3 Pro thì nó đều hơn hẳn so với cái Poco M4 Pro. À nhưng chú ý rằng là Poco X3 Pro không có 5G nhá. Cái điều mà Poco M4 Pro nó có. Đấy thì các bạn sẽ xem là các bạn có thực sự cần cái 5G đó hay không, hay là các bạn sẽ cần một cái hiệu năng nó tốt hơn, một cái RAM thoải mái hơn, một cái ROM cũng thoải mái hơn, rồi là viên pin nhỉnh hơn một tí, rồi là cái tần số quét màn hình cao hơn, thì các bạn có cần những cái đó hay không. Đấy thì mình đã phân tích rất kỹ cả ba cái sản phẩm đó cho các bạn, thì bạn sẽ xem là chúng ta sẽ cần cái sản phẩm nào hơn. Mà thực ra là mình có tham khảo tại website của Clickbuy thì cái Poco X3 Pro nó không hơn đến 1 triệu đâu, nó chỉ hơn có mấy trăm nghìn thôi. Hiện tại là mình tham khảo là giá của nó là cái màu đồng chỉ là 5.490.000, còn màu đen với cả màu blue thì là 5.590.000, nghĩa là coi như là trên dưới 5.500.000. Mà thậm chí là chúng ta còn được tặng cả bảo hành rơi vỡ với cả vào nước luôn, miễn phí trong vòng 12 tháng. Một cái chính sách mà mình nghĩ là rất là hợp lý ở Clickbuy, các bạn có thể tham khảo qua Poco X3 Pro nhé. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!